cây xấu hổ có tên khoa học là Mimosa pudica. Ngoài ra, nó còn có các tên gọi khác là cây mắc cỡ, cây trinh nữ, cây cỏ thẹn. Thân cây nhỏ, phân thành nhiều nhánh, mọc thành bụi loà xòa trên mặt đất, cao độ 50cm. Thân có nhiều gai hình móc, là loại cây thuốc nam mọc hoang khắp nơi ở nước ta. Theo y học cổ truyền, cây xấu hổ có vị ngọt, hơi se, tính hàn, có tác dụng thanh can hỏa, trấn tĩnh, an thần, giải độc, hóa đàm, thông kinh, hoạt lạc, chống viêm, làm dịu cơn đau, hạ áp, tiêu tích và lợi tiểu. Bởi vậy, từ xưa, cây xấu hổ đã là cây thuốc tốt của các thầy thuốc đông y. Cây xấu hổ thuộc loại cây thảo rất quen thuộc với đời sống thường ngày của người dân Việt Nam. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của cây xấu hổ là khi chạm phải, lá cây sẽ cụp rủ xuống e thẹn như tên gọi của nó. Thân cành loà xòa, cong queo, uốn éo, có lông và có gai nhỏ. Hoa nhỏ mọc ở kẽ lá, được xếp thành đầu tròn, màu tím hồng, có bốn nhụy, bốn noãn, bốn cánh dính nhau ở nửa dưới. Mùa hoa nở thường từ tháng 6 đến tháng 8, quả thắt lại giữa các hạt, có nhiều lông cứng. Ở nước ta, cây xấu hổ được phân bố rải rác khắp nơi, từ đồng bằng đến vùng núi, có độ cao dưới 1.000 mét. Cây ưa sáng thường mọc trên đất ẩm ở bãi sông, ven đường, nương rẫy, ruộng bỏ hoang. Cây có khả năng chịu hạn hán và nắng nóng tốt. Toàn cây đều có thể dùng làm thuốc được. Rễ cây được đào quanh năm, thái mỏng, phơi hoặc sấy khô. Cành và lá thu hái vào mùa hạ, dùng tươi hay phơi khô. Y học cổ truyền, các bộ phận của cây xấu hổ khi dùng làm thuốc có những dược tính như sau. Cành và lá cây có vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh, hơi có độc, tác dụng thanh can hỏa, an thần, tiêu tích, giải độc, dùng để chữa viêm ruột, viêm dạ dày, mất ngủ, trẻ em cam tích, sưng tấy, mưng mủ ở phần sâu. Còn phần rễ cây có vị chát, hơi đắng, tính ấm, có độc, tác dụng chỉ khái, hòa đàm, thông kinh, hoạt lạc, hoa vị, tiêu tích. Dùng chữa viêm khí quản mãn tính, phòng thấp đau nhức, viêm dạ dày mãn tính. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, cây xấu hổ còn có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, chữa được chứng mất ngủ, có khả năng làm chậm thời gian xuất hiện co giật, giảm đau và giải độc axit, giúp cho người bệnh cảm thấy thư thái, thoải mái. Xấu hổ là một cây thuốc nam, chữa thận ứ nước khá tốt. Riêng cái cây cỏ thẹn á, thì tên của nó là tên, nó có nhiều tên. Có thể là cỏ thẹn, hoặc là trinh nữ tử. Đó nè. Nhưng mà thực ra những bác dùng trong thuốc á, nó là chỉ mới có ở năm mà cái dạng là thuộc kinh nghiệm thôi. Tức là cả cái bài thuốc của dân gian mình dùng kinh nghiệm trong dân gian. Cho nó không chưa phổ biến mà cũng chưa có là trong là có như là sách là thuộc mà chỉnh cộng đâu. Cái trinh nữ tử hoặc là cái cỏ thẹn á. Đấy. Thì nhưng mà nó có tác dụng trong kinh nghiệm nhân dân ta là điều trị về bệnh phong thấp, đau nhức xương khớp. Kết hợp chứ còn nếu mà dùng độc vị của nó cũng không tác dụng không lớn. Hẳn phải kết hợp trong cái bài của nó là có nói chung cả cái vị thuốc nam cả ví như là thổ phục linh này, phong kỵ này, này, rồi thiên niên kiền này, kết hợp cả cái vị thuốc đó thì nó mới phát huy được tác dụng. Theo đông y, cây xấu hổ có tác dụng chữa bệnh mất ngủ rất tốt. Người bệnh có thể dùng 15 tới 20 gram lá và cành cây xấu hổ phơi khô kết hợp với 20 gram cây lạc tiên sắc nước uống hàng ngày, duy trì liên tục trong một tuần sẽ có một giấc ngủ ngon. Bà Nguyễn Thị Lý lâu nay có hiện tượng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, cơ thể mệt mỏi, bồn chồn. Đi khám, bà được bác sĩ đồng ý nhận định bà có dấu hiệu của chứng bệnh suy nhược cơ thể. Theo kinh nghiệm của dân gian cũng như lời khuyên của các bác sĩ đông y, bà đi tìm cây xấu hổ mọc hoang trên các cánh đồng, rồi đào lấy cả rễ cây mang về rửa sạch, cắt khúc
đem sa cho vàng, rồi sắc lấy nước uống trong 7 ngày. Bà thấy trong người bớt mệt mỏi hẳn và hàng đêm giấc ngủ của bà được sâu và ngon giấc hơn, không còn trằn trọc thức giấc vào đêm khuya nữa. Tôi vẫn đau đầu nhiều nè, mà ai nè chẳng đêm khuya là mất ngủ thổn thức nè, mệt mỏi nhiều nè, thì tôi đi đến các cái bác sĩ nè. Để đến cả cái nhà thầy thuốc là coi bay tối về là để làm cái cổ thèn là của quê dân quê nhiều nữa. Tối đi đào về là coi tôi ráng vàng thổ lên tôi đổ và đặt vào uống, uống một vài ngày rồi uống ngày thứ hai thứ ba là bắt đầu là tôi đỡ khỏi hẳn đó. Thì cuối cùng tôi tiếp tục là vẫn uống tiếp đó. Một thứ hai nữa là con cháu đấy là cháu cha ông trước đó, là bắt đầu là cháu khóc là bắt đầu mình đào về là mình bỏ trên than để quạt quá để cháu vẫn ngủ yên giấc. Theo kinh nghiệm dân gian, loại thảo dược này còn dùng để chữa bệnh đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Với những người bị đau nhức xương khớp lâu ngày, dùng rễ cây xấu hổ rửa sạch, cắt ngắn, phơi khô. Ngày dùng 120g đem rang lên tẩm rượu rồi rang cho khô và thơm, thêm 600ml nước, sắc còn 200-300ml. Chia làm 2-3 lần, uống hết trong ngày, dùng trong vòng 4-5 ngày là thấy có tác dụng rõ rệt. Ngoài ra, cũng có thể dùng kết hợp với các vị thuốc khác như rễ cây xấu hổ kết hợp với hy thiêm, gai tầm sọng, dây đau xương, thiên niên kiện, thổ phục linh, tục đoạn, dây gắm, kê huyết đằng, mỗi thứ 12g, sắc uống ngày một thang, hoặc rễ cây xấu hổ kết hợp cùng với rễ bưởi bung, rễ cúc tần, mỗi thứ 20g, rễ đinh lăng, rễ can thảo dây, mỗi thứ 10g, sắc uống ngày một thang. Theo các thầy thuốc đông y, để điều trị bệnh viêm khớp có hiệu quả hơn, nên kết hợp dùng thuốc uống và sông tắm, cho hỗn hợp lá cây xấu hổ, lá lốt, lá lòng não, quế chi, hoắc hương, tía tô, cây hy thiêm, lá ngải cứu, đơn tướng quân hay còn gọi là lá đơn đỏ vào nồi, đổ nước xâm xấp, đun sôi cho tới khi có mùi thơm tỏa ra, trùm vải kín để hơi nước thuốc ngấm vào bộ phận bị bệnh. Xông khoảng 10-15 phút, tới khi mồ hôi ra toàn thân thì dừng lại. Mỗi ngày nên xông hoặc tắm hơi một lần. Trong trường hợp hỗ trợ điều trị và dự phòng tái phát bệnh đau xương, thấp khớp, tê thấp, dùng rễ xấu hổ và rễ lá lốt, mỗi thứ từ 15-20g khô, sắc uống trong ngày, kết hợp sắc nước cây xấu hổ và cây lá lốt, cho thêm một chút muối ăn, ngâm các khớp bị bệnh trong thời gian chừng 20-30 phút khi nước thuốc còn ấm, mỗi liệu trình 2 tuần, sau đó nghỉ 1 tuần, rồi làm tiếp liệu trình khác. Tác dụng của cây xấu hổ này là rất có tác dụng. Nó điều trị là đặc biệt là điều trị là bệnh phong thấp, nhức đau các xương khớp là rất hiệu nghiệm. Dân gian ông bổ trước đây là cũng truyền lại là tác dụng của cây xấu hổ là nó trị được cái bệnh cơ bản là đau nhức xương khớp, hẳn là thải phơi khô rồi sắc uống là rất hiệu nghiệm. Từ 3-5 ngày là cái bệnh xương khớp là thể thôi, và đặc biệt là làm dịu da, dịu thần kinh rất hay. Ông cha truyền lại mà ông bổ trước đây ông cũng dặn là cái vị xấu hổ là một cái loại rất tốt thuốc nam, hẳn là dễ kiếm rẻ tiền, thông thường nhân dân là ta là hay dùng cái loại này rất hiệu nghiệm. Bác đã sử dụng trong cái thang thuốc Bắc Nam thì trong hẳn là một vị chủ vị để điều trị cái bệnh xương khớp. Cây cỏ thẹn còn gọi là cây trinh nữ. Thì khi mình đặc tính của nó là khi mình động vào là nó cụp lá. Thì cái này thì các bộ phận dùng có thể là cây và rễ. Thì rễ cây trinh nữ rễ cùng với lại một số loại khác như rễ cây lá lốt, rồi một số cái ngưu tất để dùng chữa bệnh thấp khớp. Và trường hợp thứ hai đó là người ta dùng rễ để người ta có thể ngâm với rượu để xoa bóp vào chỗ đau, chỗ sưng trong các cái bệnh thấp khớp. Lưu ý khi dùng cây quả cây trinh nữ, có một số trường hợp nếu mà dùng nhiều có thể gây độc.
cây xấu hổ mọc hoang khắp nơi là một loại cây dễ trồng và dễ thích nghi. Nhiều vườn thuốc nam ở các trạm y tế cũng trồng nên rất dễ tìm, không hề khiếm khi cần tìm kiếm. Là thuốc nam nên nó sẽ không có tác dụng tức thì như thuốc Tây, nhưng lợi ích của nó mang lại thì vô cùng lớn và không gây tổn hại cho người bệnh. Tuy nhiên, cây xấu hổ dùng với liều lượng thích hợp thì không độc, nhưng do thành phần hoạt chất của cây này có chứa alkaloid, mimosin, nên nếu sử dụng với thuốc Tây hoặc sử dụng lâu dài phải hết sức thận trọng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa khi sử dụng. Lá cây xấu hổ, giã nát, đắp vào chỗ bị bệnh, ngày đắp 2-3 lần. Trước khi đắp, nên làm sạch và thấm khô vết thương trước khi đắp thuốc. Chữa bệnh viêm dạ dày mạn tính, rễ cây xấu hổ làm sạch đất cát, thái nhỏ, phơi khô. Mỗi lần, sắc lấy 10-15 gram, sắc với nước uống trong ngày. Chữa viêm khí quản mạn tính, rễ cây xấu hổ 100 gram, sắc với 600 ml nước, lấy 100 ml, chia 2 lần uống trong ngày, mỗi liệu trình 10 ngày. Khi điều trị nên hỏi ý kiến của bác sĩ về liệu trình điều trị. Chữa tăng huyết áp, cả cây xấu hổ, trắc bách diệp, hoa dại, câu đằng, đỗ trọng, lá vong nem, hạt muông ngổ sao, thân lá bạch hạc, mỗi vị 6 gram, hạ thủ ô, tang ký sinh, mỗi vị 8 gram, địa lang 4 gram, sắc uống mỗi ngày, có thể tán bột, luyện thành viên, ngày uống 20-30 gram. Chữa đầy bụng, khó tiêu, lá và cành xấu hổ 16 gram, thần khúc 12 gram, bạch thược 16 gram, mạch nha 16 gram, sắc làm 2 lần, uống sau bữa ăn trưa và tối, dùng từ 3-5 ngày sẽ có hiệu quả.